Rồi cái hả với chú coi mình là Linh đây. Rồi mày thì bơi vào đấy. Ôi trên tay mình có một siêu phẩm anh ạ. Nó sau khi được làm lại thì nhìn em nó, trời ơi nó đẹp vãi luôn. Mình không ngờ là mà. Nào nào nào. Mày nhờ. Mày nhờ được một phát nữa. Ôi phát triển chưa. Nhưng mà cái này thì anh em kiểu ngày xưa ấy, nếu mà có là fan của cái rau quắm ấy hoặc là rau Nepal ấy thì chơi cái này cực kỳ là ngon. Vì nó chém nhanh hơn cái bản gốc, bản đồ gôn của nó nhiều anh em ạ. Mày chạy. Và tất nhiên rồi, đồ vàng thì nó sẽ có thêm buff lên rất nhiều sức mạnh. Ui phát đến mình kéo trượt hơi quá rồi. Đầu tiên là anh em nó sẽ như một cái đồ kiểu FF vậy. Anh em có thể khả năng xem vũ khí. Cả mày luôn này, cả mày luôn. Thế nào có cả khả năng ám sát nữa này. Xong rồi gì nữa nhỉ. Chém nhanh, nhớ như cái điểm của mình thích nhất của nó là cái chém chuột trái hay chuột phải của nó đều nhanh hơn trước. Nó phải ngang với Nepal Fit nhá. Phải ngang với Nepal Fit thật đấy. Ôi kìa. Mày lì đấy. Ủa mình. À tôi chết rồi. Nói chung ngày xưa mình ít chơi Nepal này nhá. Thế là đâm ra chơi cái này nó hơi di ra thì không sao rồi. Để mình chém một lúc nó quen tay lên ngay. Ok. Nào. Mày thì chạy đi. Chém rất là sướng, với cả cái phạm vi của nó chém rất là rộng luôn ấy. Ui, nó cả cái lưỡi cưa nhỉ. Mình thấy là giống kiểu là Nepal Vip nó cũng kiểu cưa như vậy. Cơ bản là cái này nhìn nó to hơn mà nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Có nghĩa là bậc khơi nó nghĩ nó sáng tạo. Trên thân xuống, thân cái dao có cả con rồng hay con rắn không biết. Mày nhìn đấy. Nào, từ từ thôi. Để tí nhá, con thằng sau. Có thằng đằng sau mà kiểu 5 kill. Ủa chém sướng lắm, nhưng mà nó như là mình chém hơi quen tay rồi đấy. Rồi các bạn mình sẽ cố gắng đua to nhé, bây giờ mình được 14 mạng rồi. Thằng cách thằng top có 2 mạng thôi mà. Ôi ơi. Ôi thằng này. Má nó hên. Nào, đi. Ôi. Thầy nó tỉnh quá, thầy luôn, mình kiểu cứ. Cứ là cái game này là anh em nghe từ bước chân mà nghe tai nghe hít một tí, nghe từ bước chân thì dễ chơi nhất là đầu dao. Anh em không sợ bị nó móc lốp. Cô em sẽ cho mình cảm nhận nhá. Thực sự nó rất là đẹp. Có hai kim. Nào. Mày ui. Chậm nó một tí. Chậm sao đấy. Ui trời ơi. Mày đấy. Rồi ôi chưa cái ngu nào với ngu nào. Hai chúng nó đang đánh nhau thì mình lao vào để cho chúng nó. Thằng kia nó chém chết, kiểu chết oan anh em ạ. Chết thế mạng luôn ấy. Mày thì chém tao. Rồi. Đấy, có hiệu ứng mà đồ vàng nên nó cái sáng kiểu lấp lánh ấy. Mình thích nhất là kiểu ứng này. Ôi không hiện kêu luôn kìa. Mày ôi. Lại lag rồi. Ok anh em ơi. Chứ cái này nó mạng nó chập chờn lắm. Mình không hiểu sao dạo gần đây nó cứ lag liên tục. Ngày xưa chơi thì nó lag thì lag thật nhưng mà chơi vẫn bình thường nhỉ. Nó không bị giật như này. Cái này khó chịu hơn cả bị lag. Cái này nó bị giật màn hình. Ok. Không chém trúng. Tói hết cả máu nhưng mà không chết. Không mất máu luôn. Quỳ. Không ra nó chứ là gì là đồ gôn. Mình nghĩ là cái Nepal gôn thì ở chú thích Việt Nam thì quá là nhiều rồi. Anh mình nghĩ là hầu hết là các nick đều có mà. Ui giật mình. Mày đấy. Cả mày luôn. Ủa bây giờ mới lên kiểu hết lag rồi anh em ơi. Mình đã to luôn này. 3 kiểu. Nào ra đấy. Ui không né được. Nó chém nhanh thật tôi. Cái bản mới này của nó chém nhanh quá. Nên em khó lùi. Ôi nó. Chém cái gì mày. Mày gì mày. Nepal Fit đấy, đây là trận chiến giữa Nepal Fit và Nepal Go. Nó chết rồi. Vẫn không hiện kill kìa. Mình lại lag rồi, nhưng không sao, mình vẫn top anh em ạ. Yên tâm đi. Cái này gì đấy, đánh lên top thoải mái thôi. Wow, cái bản gold này. Nhưng mà mình nghĩ là còn lâu mới về Việt Nam anh em ạ. Còn nói chung, nó update là đồ gold lên nhiều lắm. Kể cả M4 gold mà trước khi ở truy kích Việt Nam thì nó có mỗi cái gì ạ? AK gold đúng không? Ui lên kill kìa. Thỉnh thoảng buồn tí là nó lên kiểu nó hết lag ý. Nó nhảy kill lên giật đích cả mình. Để vào VIP đấy. Đừng có đùa, hết shot.
nó mà không last em mình quẩy tung rời. Ui ê, chạy bây giờ đấy. Ui nó chạy mày mày luôn đấy. Ui nó đứng chơ chơ nào. À à mày móc lỗ mày. Ui đu đu đu. Ui 5 kill không sao. Về đấy cái thằng cầm kiếm này. À đuôi có một vũ khí mới đấy các bạn. Có một loại vũ khí mà nó giống kiểu kiếm laser. Nó cũng chém như kiểu kiếm laser như này luôn. Mà nó là bản kiếm nó như như một thanh gươm mà nhìn ra lắm. Ở một tuần đấy này hiện tại thì chưa có đâu. Tôi chung em ơi. Ok ok. Mời đi đâu. Trời ơi em. Ui một vậy muốn chém biết luôn kìa. Đẹp quá. Mình nói chung là mình mong đấy, mong cái này nó về Việt Nam thật đấy. Quá đẹp. Mà trong khi cái nick mình đang chơi hiện tại thì Nepal Cone cả đống rồi. Ui cầm cái này đi cận chiến zombie thì phê phải nói luôn. Xui 5 kill. Cái này cố lắm là phải holy shit vẫn nhỉ. Đấy em bấm V nhá, bấm V. Bấm V để săn súng. Ây chém sao vậy, sao ra hết đấy, không phải đùa. Ây 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 từ từ. Bình tĩnh chị ơi, bình tĩnh chị ơi. Bình tĩnh, 8 kill. Ui nhá. Mày, chín. Ôi dồi ôi, nó hồi sinh. Ôi tiếc thế, tí nữa là nó phát holy shit thôi. Ôi mình 42 mạng rồi. Còn 8 mạng nữa rồi. Nhưng mà mất là mình nhìn con rồng nó hơi xấu ấy các bạn. Con rồng mình không thể giống con rồng nữa. Ờ à, thôi các bạn là cái kiểu mấy hiệu ứng của nó ấy. Mấy hiệu ứng của cái đồ vuông nó đẹp rồi nhưng mà không không con rồng nó có hay không không quan trọng lắm. Ai ai ai. Ai. Mày cá trộm đó. Nào nào nào. Một thác. Ok. Mày. Ai để đấy. Đừng phải né này. Phải né ra. Thôi 3 kill. Nó hơi giật giật tí nhưng mà cũng đỡ em ạ. Nó không bị lag, nó không bị giật nhiều. Để chơi được, chơi được. 4 kill này. Ui nào. 5 kill. Là phát hồn lệ. Không được, nếu mà 3 mạng nữa thì mình lấy thôi. Mới chỉ 48 rồi. Ui. Ui làm sao vậy. Ui có 3 mạng nữa. Thôi anh em xem nhớ like nhá, nhớ like mạnh của mình. Cái này gọi là siêu phẩm rồi. Đồ ngôn đây là gọi là quá mạnh rồi. Không còn chờ đợi gì nữa rồi. Ok. Mày. Trời ơi, sao lại chậm chuyện. Thề luôn là cứ đến đoạn cuối trận là mình chém như một cái thằng kiểu ngáo ngơ vậy. Thề. Ê ê ê ê, bình tĩnh. Bình tĩnh chị ơi. Ui nó vay, nó vay, nó vay. Ồ, wow, mình thoát rồi. Ê, nó có thằng nữa này. Mày. Mày mới giết được thằng kia. Tự nhiên nó rồ đống thế. Quanh mình rất là thấp nha, mày không hiểu sao nó thỉnh thoảng rồi khó chịu quá. Ô. Ui vãi chém trúng một khối máu. Nào nào nào. 49 rồi, 49 rồi. Trời ơi, không thôi cho nhau một mạng thôi người ơi, một mạng thôi. Làm ơn. Cho em win win cái anh ơi. Win. Ok, anh em xem like mạnh và chia sẻ clip giúp mình cho mình cảm nhận về cái bản nâng cấp của Nepal Gold nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc em mọi người vui vẻ. Bye.